Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 5 tháng 12 năm 2021 về việc mẹ Angela Phương Trinh ăn cháo run hàng ngày chữa COVID-19. Mẹ Angela Phương Trinh đồng thời nấu trà thập toàn có sử dụng địa long khô, ăn cháo địa long núi và những món ăn có loài động vật này để chữa bệnh. Ít giờ trước, Angela Phương Trinh bất ngờ tiết lộ mẹ ruột dương tính COVID-19. Theo chia sẻ, ngày 25 tháng 11, mẹ Angela Phương Trinh test nhanh dương tính COVID-19. Ngay khi biết bản thân nhiễm COVID-19, mẹ ruột nữ diễn viên đã tự uống 150 viên địa long trên một ngày và đồng thời nấu trà thập toàn có sử dụng địa long khô, ăn cháo địa long núi và những món ăn có loài động vật này để chữa bệnh. Kết quả, sau 9 ngày sử dụng địa long, run đất, mẹ ruột Angela Phương Trinh âm tính với COVID-19. Trước đó bao nhiêu người thân, bạn bè, hàng xóm của Trinh và mẹ Trinh đã âm tính nhờ địa long, nên khi tới mẹ Trinh bị nhiễm COVID, Trinh mới bình thản, an tâm vì Trinh biết chỉ cần uống địa long đủ liều lượng thì sẽ âm tính khỏe mạnh thôi. Angela Phương Trinh khẳng định, nữ diễn viên mùi ngò gai cũng cho hay, dù là người ăn chay trường, nhưng nếu bị nhiễm COVID-19, cô vẫn sẽ dùng địa long để chữa bệnh vì chỉ có dùng địa long mới 100% không chết khi nhiễm thôi. Mình dùng để chữa bệnh chứ không phải hưởng thụ, còn cứ sợ sát sinh và rừng rưng nhìn người thân đau ốm mệt mỏi, cận kề sinh tử không biết lúc nào sẽ chết thì đó không phải là cách Trinh chọn, người đẹp 9X chia sẻ. Để tăng thêm phần xác thực, Angela Phương Trinh đã đăng đoạn clip ngắn ghi lại cảnh mẹ ruột dùng địa long. Trong clip, mẹ ruột nữ diễn viên tự tin giới thiệu về địa long núi. Bà khẳng định trước đó không dám cầm nhưng giờ có thể ăn bát cháo địa long một cách ngon lành. Bài đăng của Angela Phương Trinh sau khi lên sóng đã gây nên tranh cãi trong dư luận, bên cạnh bình luận cảm thấy dùng mình khi xem đoạn clip mẹ ruột nữ diễn viên ăn cháo địa long. Một số lên tiếng cảnh báo Angela Phương Trinh không nên nói mãi về địa long, tránh gây ảnh hưởng tới người khác. Chưa kể, cách đây không lâu, bà mẹ nhí cũng từng bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật về việc chữa COVID-19 bằng run đất. Nên càng phải cẩn trọng hơn trong phát ngôn của mình, Angela Phương Trinh liên tục tuyên truyền địa long tức run đất chữa COVID-19 dù từng bị xử phạt. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.